Hello, xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh của em Cường nhá. Đó các bác ơi, hôm nay thì bên em Cường về được rất chi là nhiều CV chống giật nhá, hàng của Hàn Quốc. Đó thì cái hàng này cũng rất chi là nhiều anh em hỏi mua trong thời gian qua, nhưng mà vì là nó hết hàng, hôm nay nó mới lại về các bác nhá. Cái hàng này thì giá thành nó tốt, nó rẻ anh em ạ. Nên là các bác có nhu cầu rất lớn. Ok, thì trước khi đi vào video ngày hôm nay thì các bác yêu mến em Cường thì có thể liên hệ cho hai số điện thoại này, anh em có thể kết nối Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp nhé. Rồi thì em đi vào giới thiệu cái lô CB mới về này. Loại này thì hàng của Hàn Quốc các bác nhé, hàng thì tất cả của Hàn Quốc. Hàng này thì em đang mới về đây, mới về nguyên như này và chưa có vệ sinh nhá. Đây nhiều con nó vẫn còn nguyên nguyên là dây dợ này, các bác nhìn này, nó cắt đấy, cắt là tủ ra vẫn còn nguyên dây dợ này, chưa vệ sinh đâu, vẫn còn nguyên luôn. Lô này về thì nó tần có màu trắng anh em ạ. Lô trước thì nó còn có màu đen, nhưng lô này thì tần màu trắng. Đó. Hàng thì tất cả em sẽ cho thợ vệ sinh và test ok trước khi gửi cho anh em. Hàng này giá nó rất chi là rẻ và giá tốt. Nên là đối với tất cả anh em thợ đi lắp hoặc là anh em sử dụng trong gia đình để đóng ngắt các thiết bị là rất chi là tốt. Nó có chức năng chống giò và quá tải luôn có nhá. Đấy, đây, hàng thì nó sẽ tựa như này, gửi cho anh em. AC của nó là điện là 220V này, dòng dò nó là 30mA này. Đấy, thì đa phần của nó là 15 và 20A các bác nhá. Ốc ác của nó này, ốc ác lô này thì gần như là ốc ác của nó là tần ốc ác zin nhá, không phải thay. Có nghĩa là nó còn gần như là ốc của nó là ốc nguyên hết. Đây, nó tần ốc nguyên hết. Đó. Thì tất cả những cái hàng này thì em sẽ chọn cho anh em này, nó tương đối như này tất vào cho vệ sinh nhá. Còn những con nào mà nó cảm giác nó xấu, nó ố quá thì em sẽ là để thanh lý ở video sau. Đấy. Cái hàng này giá nó đã giá báo giá ra thì là nó là giá rất là tốt. Đấy nên là anh em nào mà có nhu cầu thật sự thì hãy đặt mua hàng nhá. Đấy, tránh trường hợp là gửi đi gửi lại. Đó, nó mất nó tốn phí ship vì là em bán với cái giá này là giá gần như là không có lời nhiều. Đó, còn hàng thì trước khi gửi cho anh em thì em sẽ test hết một lượt. Đó, trước khi gửi nhá, test hết một lượt. Và giá của nó ấy, giá của nó chỉ ngang gọi là rẻ. Rẻ có khi là thậm chí còn rẻ hơn con át thường ấy, át thường để anh em làm thiết bị đóng ngắt ấy, nó còn rẻ hơn cơ. Mà con này nó có thêm chức năng chống giật. Đó. Nên là kể cả là nếu mà trong trường hợp nó không may mà nó có một con chẳng hạn thế, nó mà bị mất chức năng chống giò thì anh em có thể làm là để anh em làm thiết bị đóng ngắt và chống quá tải bình thường nhá. Ok. Thì đây. Tất cả nó sẽ có là 15 và 20A nhá. Con nào mà nó xấu xấu ấy, nó xấu xấu em sẽ bỏ ra. Cái hàng này chưa vệ sinh thôi, nếu mà vệ sinh qua nó rất chi là đẹp. Đấy anh em thì nhìn qua nó thấy đẹp rồi. Đấy, nó rất chi là đẹp chứ nó không phải xấu đâu, nó sáng sủa đấy. Còn là nếu mà nó có những cái sức nhẹ hay là tem nó hơi bị rách một tí tí thì anh em thông cảm nhá. Đây những con mà nó vàng vàng kiểu này này. Con vàng này nó thực ra là nó cũng rất chi là đẹp đấy, nhưng mà nó vàng vàng ố ố này thì em sẽ bỏ em thanh lý cho anh em sau nhá. Ốc này anh em thể để ý, ốc nó rất chi là mới luôn. Ốc nó rất chỉ là mới, nhưng mà cái này người ta làm ấy, người ta làm cái mặt mặt còn người ta đóng ngắt ấy, người ta thò mỗi cái đầu lên ấy, nên là cái đoạn này nó bị vàng này các bác này. Nhưng mà thôi, những cái đoạn này thì con nào sáng sủa thì em gửi cùng, còn không thì để thanh lý video sau nhá, không sao. Đó thì tất cả nó đều là chỉ có 15 và 20A là nhiều nhá, còn 30A nó ít lắm, nên là nếu mà có 30A thì em cho vào thôi, còn không có thì anh em thông cảm nhá. 15A là anh em thể sử dụng là 3.500W rồi, 20A anh em sử dụng là trên 4.000W rồi, nên là thoải mái để anh em đóng các thiết bị nhá, bao các bác luôn không quá tải. Rồi giá của nó thì em báo giá luôn nhá. Anh em nào mà lấy từ 10 chiếc đây, 10 chiếc ví dụ em chọn 10 chiếc đây, lẫn lộn 15 20A cho anh em. Đấy, 10 chiếc nhá, giá của nó là 300.000 nhá, 10 chiếc là 300.000. 10 chiếc cho anh em là 300.000 và bao ship. Đấy, 10 chiếc là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 10 chiếc thì giá nó chỉ có vào 30.000 trên một chiếc thôi. Đó. Át Hàn Quốc nhá, chống giật. Đấy. Quá tải. 10 chiếc 300.000 và nếu mà anh em nào lấy từ 20 chiếc thì giá chỉ còn 25.000 trên chiếc, đó là 500.000 và cũng bao ship. Có nghĩa là em bao ship tận nhà cho anh em tất luôn. 300.000 10 chiếc bao ship và 500.000 10 chiếc cũng bao ship. Không bán lẻ các bác nhá. Các bác lưu ý là không bán lẻ, em chỉ bán từ 10 chiếc. Đó. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại này các bác nhá. Đó, em dùng Zalo và anh em thể gọi điện trực tiếp đều được. Rồi, em lên một video ngắn vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến em Cường nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một nút like nhá.